con nói quê mình đẹp. Du lịch ở trên này con đi rồi. Trên chỗ ra này nè, đường ngoài này nè. Du lịch gì? Khu du lịch gì qua này nè, du lịch sinh thái gì đó. Đây luôn này nè. Ừ, đây hả? Là đi rồi. Còn khu du lịch cũng chung chủ luôn bên Cầu Én á. Là ở đâu? Bên Bình Sưng á. Là qua đò hả? Qua đò. Đò luôn nè. À. Khu du lịch gì bà anh? Bao nhiêu đây được rồi ha.